Hello, xin chào mọi người. Thì chúng ta hôm nay là Hưng mới về một em i10 sedan 2017 và chiếc xe này là biển Đà Nẵng một chủ từ đầu, đi rất là kỹ, rất là dữ. Chiếc xe chưa có đâm đụng ngập nước, chưa có bất cứ một cái vết đâm nào đấy. Thì với một cái giá tiền rất là hợp lý thì chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe với cái dáng sedan rất là đẹp. Thì Hưng xin nói luôn, giá của chiếc xe này là 339 triệu bác nha. Đấy. Đây là phiên bản số sàn nhưng mà là bị phiên bản đủ. Nên chúng ta sẽ có được cái gì? Chúng ta có cái cảm biến lùi này. Xe đã được gắn camera lùi này. Đấy. Nút đề start stop. Nút đề start stop này là chúng ta có cái nút mở cửa ngồi xe nha các bác. Đấy. Đây chúng ta có nút đề start stop thông minh. Chúng ta có cái vô lăng có khá là nhiều cái nút tích hợp, màn hình, gương chiếu hậu chống chói điện. Đấy. Xe thì chúng ta có cái sàn bằng nỉ với nội sàn bằng da rồi các bác nha, và nội thất là bằng nỉ bọc da phía sau, nội thất khá là đẹp. Bây giờ sẽ phía xe thì đã được dán phim cách nhiệt hay là được trang bị thêm những cái phần phụ kiện. Đây, gương chiếu hậu trên xi nhan này, mâm là mâm đúc của nhà, hai mâm đúc đúc cả đây, mâm 14 inch. Đấy, ta có cái phần đây phần đèn halogen, đèn sương mù, xe rất là đẹp. Ta có một cái nội thất khá là mướt mờ luôn. Xe này đi được mấy vạn rồi, hơn 3 vạn các bác nha. Đây Hyundai Grand i10. Ok, với con xe này thì một cái giá tiền hợp lý mình đã sở hữu được xe này. Giá là 339 triệu, gương chiếu hậu chống chói điện này. Đấy. Chìa khóa thông minh. Chìa còn zin rất là đẹp. Nội thất tapi, là tapi cửa khá là mới, khá là đẹp nha. Chưa có vết trầy luôn. Đấy. Chưa hề có một vết bất kỳ một vết trầy gì cả. Ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi. Tầng xe bằng nỉ. Bản đồ map, Google Map. Ô lăng thì được bọc da ba cháu rất là đẹp. Ok, nếu mà anh em nào có cái nhu cầu về con xe này thì có thể là alo cho Hưng để mang em nó về nhà đi chơi test. Rất là đẹp, màu trắng tinh khôi và chưa sơn rin 99% các bác nha. Đấy, bao test hãng, hỗ trợ trả góp, lãi suất thấp, hồ sơ bao đậu. Đấy. Ok, nếu như mà có nhu cầu thì alo cho Hưng ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.